Một tin tức đáng chú ý với những người yêu thích bộ môn eSports Liên Minh Huyền Thoại. Sau 10 năm được phát hành bởi Garena, Liên Minh Huyền Thoại chính thức được phía nhà phát triển Riot tiếp quản. Theo đó, tựa game Liên Minh Huyền Thoại và chế độ Đấu Trường Chân Lý sẽ được Riot Games phát hành tại khu vực Đông Nam Á, Đài Loan, Trung Quốc từ tháng 1 năm 2023. Riot Games tự phát hành game trên khắp Đông Nam Á trong khi đó, Taiwan Mobile và VNG Games đã được Riot chỉ định trở thành những nhà phát hành mới cho hai tựa game Liên Minh Huyền Thoại và chế độ Đấu Trường Chân Lý lần lượt tại Đài Loan Trung Quốc và Việt Nam. Theo Riot Games, việc chuyển đổi sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 11. Trong khi đó, máy chủ cũ của Liên Minh Huyền Thoại sẽ ngừng làm việc từ tháng 1 năm 2023. Đồng thời toàn bộ dữ liệu trò chơi trước đây của người dùng sẽ được đảm bảo đồng bộ. Ngoài ra những thông tin cá nhân, khách hàng cung cấp cho Garena sẽ không chuyển sang phía Riot Games. Hãng công nghệ khổng lồ Meta, chủ sở hữu mạng xã hội Facebook với hàng tỷ người dùng trên toàn thế giới vừa tuyên bố sẽ cắt giảm hàng nghìn nhân viên bắt đầu vào sáng ngày 9 tháng 11, tức tối 9 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Giám đốc điều hành Meta đồng thời cũng là nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg thừa nhận trách nhiệm đã để công ty đi chạch hướng và ông đã lạc quan quá mức khi tính toán sự tăng trưởng của hãng dẫn đến tuyển dụng quá nhiều nhân sự. Những nhân sự bị thôi việc sẽ được hưởng lương đền bù thêm ít nhất 4 tháng. Tính tới cuối tháng 9 năm 2022, Meta có khoảng hơn 87.000 nhân sự. Đây sẽ là đợt cắt giảm nhân sự lớn nhất trong 18 năm lịch sử thành lập của công ty. Cổ phiếu của Meta đã giảm tới hơn 70% trong năm nay. Tiếp theo chương trình là các tin tức đáng chú ý. Theo Coin Market Cup, giá Bitcoin đã giảm 10,62% trong 24 giờ qua, xuống mức thấp nhất là 17.166 đô la Mỹ. Đến sáng ngày 9 tháng 11, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đang được giao dịch quanh mốc 18.420 đô la Mỹ. Sự sụt giảm đột ngột của Bitcoin cũng khiến cho cả thị trường tiền điện tử chìm trong sắc đỏ. Hàng loạt đồng tiền điện tử khác như Ethereum, XRP, Canada, Polygon cũng giảm mạnh khoảng 10-15%. Biến động mạnh của thị trường tiền điện tử được cho là có liên quan đến những bất đồng giữa Chang Peng Zhao, CEO của sàn giao dịch Binance và Bankman Price, CEO của sàn giao dịch FTX, khi vào ngày 7 tháng 11, CEO Binance đã lên tiếng tuyên bố sẽ bán toàn bộ khoản đầu tư 23 triệu FTT, khiến giá của đồng FTT đã giảm hơn 70%.